Các bạn, hôm nay ngày 6 tháng 9 năm 2020, shop xe đạp Hưng My xin tiến hành khuyến mãi cái dòng xe đạp Black Line. Giá con xe đang được bán với giá khuyến mãi chỉ có 3.650.000, 3.650.000. Con này sử dụng khung sườn nhôm phù thép, ghi đông bô tăng cốt yên nhôm, niền con này niền cao 4 phân, căm tròn niền xé gió. Có nhiều bạn thắc mắc hỏi tại sao con này lại giá cao hơn con đợt trước. Con đợt trước là, xin thưa các bạn, con đợt trước cũng cấu hình, nếu mà nhìn qua video thì các bạn thấy y chang như vậy. Nhưng mà các bạn nhìn kỹ về phần cái niền của con Black Line đợt trước chỉ có 3 phân thôi, cái niền con này là niền 4 phân. Giá con xe đang được giảm chỉ có 3.650.000, 3.650.000. Con này sử dụng tay đề Shimano, tay thắng dầu, tay đề Shimano, cùi đề, cùi đĩa Shimano. Càng thắng là càng thắng gom. Xe được đi dây ngoài, mối hàng là mối hàng dãy cá, tên con xe là Black Line. Giá xe đang được bán với giá chỉ có 3.650.000, 3.650.000. Dòng xe tay cuột nha các bạn nha. Giá xe 3.650.000, niền cao 4 phân, căm tròn. Bây giờ shop sẽ tiến hành quay cận cảnh chi tiết cấu hình con xe cho các bạn xem. Xe được trang bị hệ số 2 tháng chính và 2 tháng phụ. Càng thắng con này là càng thắng gom. Tay thắng chính và tay thắng phụ, càng thắng là càng thắng gom. Khung sườn được làm bằng nhôm, phụt là phụt thép, ghi đông bô tăng có viên nhôm. Bánh trước dùng ti bật tháo mở nhanh. Khung sườn là khung sườn nhôm, xe được trang bị đi dây âm sườn. Cùi đề đĩa con này được trang bị cùi đề đĩa Shimano Tony, cùi đề lip là Shimano Tony. Xe gồm có 2 tháng chính và 2 tháng phụ. Tay đề Shimano, tay đề Sip. Gồm có 2 tay thắng chính và 2 tay thắng phụ. Tay đề Shimano Sip. Tay thắng chính và tay thắng phụ. Màu sắc con này màu đen đỏ, càng thắng là càng thắng gom. Giá con xe đang được bán với giá chỉ có 3.650.000, 3.650.000. Bánh trước dùng ti bật tháo mở nhanh. Bánh sau cũng dùng ti bật tháo mở nhanh luôn. Bánh trước, bánh sau đều dùng ti bật tháo mở nhanh hết. Theo xe có cái chân trống. Trục giữa con này được làm bằng đạn bạc đạn. Bánh trước bánh sau là vòng bi. Trục giữa là bạc đạn, bánh trước bánh sau vòng bi. Tên con xe là Black Line. Giá con xe đang được bán với giá chỉ có 3.650.000, 3.650.000. Khung sườn được làm bằng nhôm phục thép, ghi đông bô tăng cốt yên nhôm. Tay đề là Shimano Sip. Còn tay đề mình sẽ quay thật kỹ cho các bạn để các bạn coi. Tay đề là Shimano Sip. Tay thắng chính và tay thắng phụ. Cả hai tay thắng đều sử dụng được nha các bạn nha. Thích thì chơi các bạn chạy tay công, thích các bạn chạy tay ngang vô tư. Tên con xe là Black Line. Giá xe đang được bán với giá 3.650.000, 3.650.000. Cùi đề đĩa con này được trang bị cùi đề đĩa Shimano. Dò dĩa Pro Wheel 3 dĩa. Cùi đề lip con này được trang bị cùi đề lip Shimano Tony TZ. Lip là lip vặn 7. Sơn là sơn 7. Cùi đề lip Shimano Tony TZ. Lip là lip vặn 7, sơn là sơn 7. Bánh sau dùng ti bật tháo mở nhanh, càng thắng là càng thắng gom. Rất dễ xài, dễ sử dụng. Tên con xe là Black Line, tay ngang. Tên xe là Black Line tay công. Giá con xe đang được bán với giá chỉ có 3.650.000, 3.650.000. Dòng xe rất dễ xài, dễ sử dụng. Màu sắc là màu đen đỏ. Giá xe đang được bán với giá chỉ có 3.650.000, 3.650.000. Tên con xe, thương hiệu con xe là Black Line. Bánh trước bánh sau dùng ti bật tháo mở nhanh, tay đề Shimano Sip. Khung sườn là khung sườn nhôm. Xe được trang bị đi dây ngoài, cùi đề đĩa Shimano Tony.
Giờ dĩa là giờ dĩa Rồ Wheel, cùi đề đĩa Shimano Tuning, cùi đề lip là Shimano Tuning TZ, lip là lip bằng 7, xe được trang bị 3 dĩa 7 lip, yên là yên lách line. Giá xe đang được bán với giá chỉ có 3.650.000. Mua xe thì các bạn có kèm theo xe là cái gọng cái bình nước như video đã quay nha các bạn nha. Giá xe chỉ có 3.650.000. Con này về cho anh Dũng ở dưới Thủ Dầu Một Bình Dương nha các bạn nha. Con này chuẩn bị xuất phát đi về cho anh Dũng thủ dùng ở dưới Thủ Dầu Một Bình Dương. Bây giờ mình vẫn còn một con đen đỏ trong thùng nha. Các bạn tới thích lấy hàng đen đỏ hoặc là đen vàng, đen lá tùy bạn, đây có nhiều màu. Tên con xe là Lách Line. Lách Line là hàng thương hiệu thiết kế design theo phong cách Italia. Quy đề đĩa Shimano Tuning TZ nè. Quy đề lip chất lột Shimano Tuning TZ. Lách Line là hàng thiết kế theo Italia. Quy đề đĩa là Shimano. Giờ dĩa Pro Wheel. Xe được trang bị là 3 dĩa 7 lip. Lách Line. Giá xe đang được bán với giá 3.650.000. 3.650.000. Màu sắc đen đỏ. Rồi chào các bạn.